Suốt 12 tập vừa qua thì Thảo đã có rất là nhiều gắn bó với Long đẹp trai. Có rất là nhiều những cái kỷ niệm, có những cái vui buồn, hạnh phúc, có những cái phẫn nộ nữa. Nhưng mà tất cả mọi thứ sẽ là kỷ niệm rất là đẹp. Rất là hạnh phúc được cộng tác với lại huấn luyện viên Thanh Thảo đây. Và hy vọng ở đây không phải cái bước cuối cùng, mà đây chỉ là một sự khởi đầu. Một cái gì đó mới mẻ mà Long cần phải học hỏi thêm nhiều nữa. Chương trình này là Trời Sinh Một Cặp rồi, thì đây là sẽ là một cặp mà sau này khi mà Thảo hát ở các chương trình thì thêm một nam ca sĩ nữa mà Thảo sẽ nhớ tới. Thật ra vào tới đây rất là hạnh phúc, là người cuối cùng được kề vai sát cánh cùng những lương yêu mình. Thì Thảo tin chắc rằng là với những gì mà Long đẹp trai đã thể hiện qua trong chương trình Trời Sinh Một Cặp thì mọi người đã có thể thấy được là anh Long đẹp trai là một trong những người rất là có thực lực. Và quan trọng đó là sự yêu thương của tất cả quý vị. Khi mà nghe một cái ca khúc mới thì rất là lo, không biết có truyền tải tới được cho quý khán giả xem hay không. Bước vào vòng chung kết, hy vọng rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho anh Long đẹp trai và tiếp tục yêu thương, vỗ tay thật lớn cho tiết mục của hai anh em để mà có thể làm một kỷ niệm rất là đẹp trong sự nghiệp nghệ thuật của anh Long đẹp trai.